Rồi, hello, thì hôm nay Hello. nông nghiệp lại xin chào toàn thể các anh em. Để đến với cái video của ngày hôm nay thì mình cũng giải đáp cái thắc mắc mà rất nhiều anh em lo ngại về vấn đề coi như là chó to. Thì như anh em cũng biết rồi, thì vừa rồi là mình cũng có bắt 4 con to như này luôn. Chứ mình không phải là nuôi từ bé. Mặc dù cái bản tính của nó không phải là những con chó ngu đâu nhá, bởi vì là nó cũng biết trông nhà, biết sủa, và coi như người lạ đến nó cũng cắn kinh khủng luôn đấy, chứ không phải ai cũng sờ được vào nó đâu. Thế nhưng mà có một số ý kiến của các anh em thì cũng cho là chó to này thì khó thuần, mà điển hình là về thì sợ là nó cắn, cho nên là anh em cũng lo ngại và bảo là khó thuần. Thế thì theo như mình bắt 4 con về thì mình cũng thấy là hoàn toàn là thuần được nha anh em, và dễ bảo. Bảo hay không còn lại bảo cách thế nào thì do Nhá, đi mình về. thôi. Tùy từng con, có Đây đây. con thì nó ngoan hiền, có con thì nó ương bướng, có con thì bản tính nó nhát. Thì anh em lại phải bảo theo cái kiểu của chúng nó. Nhắng. Thôi. Đây, như em nhắng này thì bây giờ mình cũng Đây. dạy được cho nó rồi. Chứ hoàn toàn chứ không không phải là không huấn luyện được nhá. Nhắng, ngồi xuống. Đây đây. Ngồi. Ngồi xuống. Nhưng mà nào. Thôi rồi, mình phải cầm vào xích này mới nó mới ngồi được. Nào, nhắng ngồi xuống. Rồi, đấy. Đứng đấy anh em, thấy chưa, đứng đi. Bảo đứng là nó biết nó đứng rồi, mà bảo ngồi thì nó biết nó ngồi, nhưng mà với điều kiện là mình phải cầm vào xích cái dây ở cổ nó, tức là mình mới bảo được, mình mới dạy cho nó có 2 bữa thôi, cho nên là nó chưa thể làm xích này mà nó nghe được đấy. Vẫn thích vào săn gà lắm anh em ạ, nhưng bây giờ mình chắc là chỉ cần 1 tuần nữa thì với em nhắn này chắc mình quát dừng là nó sẽ phải dừng, còn bản thân nó cũng sẽ là cái dòng chó săn rồi thì nó không tránh khỏi. Nào, thì còn kia là em Milo. Milo, lại đây. Milo, ra đây. Rồi, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi im. Rồi. Đấy, ngồi im đấy. Với em Mino này thì cái độ thuần phục của em nó thì hơn em nhắn thì, nhiều rồi, bởi vì nó là cái bản thân con này nó là được dạy dỗ từ lâu rồi, lâu hơn em nhắn, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ học cao hơn. Nào Mino, ngồi im, im im ấy, ngồi im đấy. Cho nên là kể cả như mình nói nhá, con Mino này nhá, ai vào nhà mình thì cứ vào thoải mái, còn nếu như mình ở nhà thì không sao. Nào Milo, lại đây, ngồi xuống. Ngồi. Xin lỗi anh em nhé, đang nói dở câu chuyện. Là ai vào thì nếu như có mình ở đấy hoặc là ra ngoài đón chào thì nó thoải mái, nó không cắn. Nhưng mà ai vào mà không có mình thì là nó sẽ sủa, và nó thậm chí là nó sẽ có những cái hành động mà thô bạo hơn nữa đấy, là giữ nhà. Còn lại kể cả vào bình thường thì ngồi chơi uống nước xong không sao, nhưng mà mượn cái đồ gì hoặc là cầm cái đồ gì ra nó cũng cắn kinh khủng luôn, kể cả con nhắn này cũng thế. Hai con này thì nó giữ nhà thì anh em cứ gọi là yên tâm rồi. Còn như dòng béc thì mình vừa rồi mình có 2 em béc đực đấy, thì là có béc ở mi và béc lông cùn, thì có tên là John và em béc đấy. Anh em nào nếu mà không không yên tâm với các dòng chó to mà anh em sợ ấy, thì anh em có thể là vào anh em lại cũng xem tham khảo ở cái video mà mình bắt những cái dòng chó đấy về, làm thế nào thuần như thế nào. Thuần thì nó cũng đơn giản thôi, với như mình thì với chó này thì mình cứ nhốt ở đấy coi như là 2 đến 3 ngày, xong bắt đầu là mình cứ tập cho nó ăn ít một, thì chỉ vài hôm là nó thuần thôi.
Bởi vì cái dòng chó này thì nó cũng là khá là khôn, nó không như là dòng chó cỏ. Nếu như dòng chó cỏ chó ta ấy, mình ý, thì nó hơi dữ dằn một chút, thì cái dòng đấy thì mình lại phải thuần nó lâu hơn. Đấy, như kể cả như là mình đây thì có dòng lai đây nhá, lai lai bình thường như là con nhôm này, thì bản thân con nhôm này đấy là mình nuôi rất lâu năm rồi, mặc dù là bây giờ mình bản thân mình cũng chẳng sờ được vào nó, bởi vì không sờ vào nó bao giờ cho nên là không sờ được, nhưng mà nó cũng chẳng bao giờ nó cắn ai cả. Nhưng mà để độ hung dữ của nó thì khách người lạ thì hơi bị đón tiếp hơi nhiệt tình đấy anh em ạ. Nhưng mà nó cũng chưa chưa đến mức cắn ai cả, không ai đi đường hoặc là ai vào nhà mình thì nó cũng không bao giờ nó cắn, nhưng mà đều là phải mình ra thì nó mới không sủa. Còn nếu như mình mà không ra mà khách tự ở trong nhà đi ra một mình ấy là nó sủa đấy. Thì đây là cái dòng Đô Bác Măng con. Thì, như cái con này thì mình cũng đang tiến hành để mình tập huấn cho nó. À thôi, không sủa nữa. Này đây. Thì để mình dạy cho nó để xem là cái độ từ chó con này mi chó to thì bọn nào nó sẽ dạy được nhanh hơn. Nhưng mà mình thấy thì chó con này dạy nó lâu hơn anh em ạ. Nó không như là chó to. Chó to thì dạy thì nó sẽ thuần nhanh, bởi vì là nó biết nghe lời rồi. Còn chó con thì chắc là phải mất vài buổi. À đây mình xin nói luôn nhá. Thì là với cái bệnh đây là cái bệnh 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 ghẻ của chó đây này. Đấy, nếu như anh em nào có cái mắc cái bệnh này mà không biết cách chữa thì cứ alo liên hệ với mình nhá. Còn đây là mình chữa cho nó rồi đây này, đây giờ đang lên lông rồi này. Đấy, đang lên lông trở lại rồi đấy. Thì đây là mình mới tiêm được cho một mũi thôi mà nó đã quay trở lại hết rồi. Nào nhá. Thôi. Mi đâu, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi im. Rồi, nằm. Rồi, nằm im. Đấy, nằm im đấy. Rồi. Rồi, Milo đứng lên, lại đây. Vậy, bảo đứng lên ngay là đứng lên ngay anh em ạ. Rồi. Thôi, bẩn 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 bẩn. Thôi đi ra, đi ra, đi ra. Bọn này thì nó thích thích nghịch mới chơi với người lắm anh em ạ. Đấy. Nó thích chơi. Nhưng mà ghét một cái là nó cứ chồm lên vào những cái lúc thời gian như là buổi sáng mình cho nó đi vệ sinh ấy thì là nó hay coi như là chồm lên người nó bẩn. Milo, Milo thôi. Nào thôi nào. Lời chào thân thiện đấy, mình cũng đang xích cả cái em cún ta kia luôn đấy. Bởi vì dòng nào cũng huấn luyện được nha anh em, quan trọng là anh em phải có cái sức kiên trì thì mới thuần phục được chúng nó. Đây thì hôm nay là mình xin chia sẻ một cái kinh nghiệm, đó là bắt chó to về và thuần chó to thoải mái, thuần được nha anh em. Thì anh em cứ yên tâm mà nếu như thấy có con nào đẹp mà người ta muốn bán thì anh em cứ yên tâm mà xúc về nhà rồi để vài hôm anh em xích hoặc là anh em nhốt cũi lại, rồi vài hôm rồi anh em coi như là tiến hành theo cái mức độ của nó đấy. Ví dụ như con nhắng này của mình nào, nhắng thôi thì mức độ thuần phục của nó thì lại lâu hơn là những cái con mà nó ngoan hiền như thế kia, nhưng mà vẫn thuần được. Nhưng mà để mà thuần nhá, mình thấy là khá là nhanh, nó nhanh hơn tiến độ của nó nhanh hơn Milo nhiều. Bởi vì là trong vòng có một ngày mà mình chỉ cần dắt xích này nhá, mình quát ngồi là nó ngồi, mà đứng là nó đứng, đi là nó đi, mà nó con này nó ngoan lắm. Mặc dù là nó nghịch, những con nghịch thì bao giờ nó cũng biết nghe lời nhanh. Còn làm thế nào để cho nó nghe lời nhanh thì anh em lại phải tìm cách thôi. Đấy. Có con thì thân nửa ưa đánh đập anh em ạ. Có con phải quất cho nó phát để làm phép. Nó sợ rồi bắt đầu mình bảo nó mới nghe.
Thì rồi, hôm nay thì cái video mình xin được kết thúc ở đây. Mình xin cảm ơn toàn thể các anh em. Nếu anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và anh em nào có vấn đề gì thì cứ trực tiếp liên hệ đến với số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.